5 minutes later. Ui, Khang ơi, cậu bị làm sao đấy? Mà trông như kiểu bị điện giật thế. Cái gì cơ? Tớ đang lắc để cho nó tan mỡ bụng mà. Nhưng mà cái này nó lắc mạnh quá cậu ơi, cứ như là bị điện giật đi. Đánh mỡ bụng thì cậu chỉ rung bụng thôi chứ. Thế sao tớ thấy cậu rung cả người như thế? Ui, Trang ơi, cậu có vừa nhìn thấy cái gì nó vừa bay qua không? Xin lỗi. Hình như tớ thấy có cái gì nó vừa bay qua cậu ạ. Tớ cũng nhìn thấy cậu ơi. Có ai mặc áo choàng màu đỏ vừa bay qua ấy? Hay chúng mình thử chạy ra xem đi. I'm Batman. Ui, Trang ơi, hóa ra vừa lúc nãy bay qua chỗ chúng mình là các siêu anh hùng cậu ơi. Các siêu nhân cậu ạ. Tớ nhìn thấy có hai siêu nhân đang làm gì kìa. Sao họ lại gây gổ với nhau như thế nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Những siêu nhân này toàn là những người tốt mà cậu ơi, chuyên đi cứu thế giới mà. Tại sao hôm nay không đi cứu thế giới mà lại đứng ở đây đánh nhau nhỉ cậu nhỉ? Hay là mình phải ra can đi. Đây là ai đây? Hai siêu anh hùng đang... Này, hai bạn ơi, đừng có chiến đấu với nhau nữa. Bọn mình đều là người tốt cả mà. Ui, tôi bắn được cả. Thế nào bây giờ? Ô, sao lại bay đi hết cả rồi? Ui, không được rồi Trang ơi. Tớ ra can, nhưng mà họ lại bay đi chỗ khác cậu ạ. What? Ui, Diễm ơi. Ui, may mà cậu vừa lúc nãy không đứng ở đây đấy. Tớ nhìn thấy có một tảng thiên thạch to khổng lồ luôn, rơi đúng vào chỗ họ cậu ạ. Bây giờ chỗ đấy nổ tan tành rồi. Ồ, thế thì các siêu nhân có bị làm sao không cậu ơi? Chúng mình thử chạy ra xem họ có bị làm sao không đi. Ồ, ở đây cũng có một siêu nhân này cậu ơi. Ồ, hình như là đây là... đang cố gắng bay lên. Đây là người sắt cậu ơi, người sắt màu đỏ. Nhưng mà đang bay đi đâu ấy? Sao người này cứ ngả nghiêng như thế này nhỉ? Ôi, ông đấy bị ngã gục từ này. Bình thường người sắt mạnh lắm cơ mà cậu, tại sao bay lên có một đoạn lại bị ngã như thế này? Nhìn kìa, sao lại còn bị thu nhỏ lại nữa này cậu ơi? Wow, một người sắt bây giờ thu nhỏ lại thành người sắt tí hon rồi. Nhưng mà tại sao nhỉ? Hay là do cái vụ nổ kia nó mạnh quá, thế là người sắt bị thương? Cậu đưa đây, tớ thử kiểm tra xem nào. Đằng sau có một nút bấm này cậu ơi, để tớ thử bấm vào đấy nhá. Wow, thì ra là có kẻ xấu đang âm thầm lập âm mưu để chia rẽ các siêu anh hùng cậu ơi. Thế thì bây giờ chúng mình phải đi tập hợp họ lại thôi. Bây giờ phải tìm mấy cái siêu anh hùng, siêu nhân này à? Biết bắn đi đâu mà tìm nhỉ? Không biết ở đây có không? Đây không có này. Trong bụi này có không? Cái này là cái gì đây? Cái gì bắn nặng thế này? Cái này là cái gì đây? Sao trông như một cái búa ấy cậu? Búa gì mà lại hỏng rồi thế này? Bình thường là người mà chiến đấu mà cầm búa sấm sét là thần tho các cậu ơi. Nhưng mà sao thần đâu mà búa lại hỏng hết cả rồi thế này? Hình như có tiếng gì sột soạt ở đâu đây ấy. Ở dưới đây có ai này? Đang thò hai cái chân lên này các cậu ơi. Để mình thử kéo ra xem nào. Wow, đây là siêu nhân người nhện mà. Nhưng mà sao người nhện lại cầm cái búa đỏ này nhỉ? Rõ ràng bình thường là thò cầm búa cơ mà, sao hôm nay lại là người nhện cầm búa nhỉ? Mình biết rồi. Chắc là người nhện lấy búa của thần thò, thế nên là không biết sử dụng mới làm hỏng cái cây búa vừa nãy đây mà. Mình để xem nào, để xem người nhện có còn hoạt động được nữa không nào.
Ồ, biểu thị năng lượng ở trước ngực của người nhện không còn sáng nữa rồi. Thế thì người nhện bị kiệt sức, hết năng lượng rồi. Mình chỉ mang về để tập hợp thôi. Nhiệm vụ là phải tập hợp các siêu anh hùng lại. Bây giờ mỗi người một hướng. Mỗi người một hướng này. Mình thì lại không giỏi tìm kiếm các cậu ơi. Bây giờ tìm thế nào ra các siêu anh hùng nhỉ? Vừa lúc nãy tôi thấy các siêu anh hùng bị bắn về hướng này này. Ở đây có nhiều các cái bông hoa gì thế nhỉ? Hoa rau muống. Các siêu anh hùng ơi, các cậu có ở đây không? Siêu anh hùng ơi, cậu có ở đây không? A few moments later. Tìm cả buổi mà chả thấy siêu anh hùng nào các cậu ạ. Không biết là bạn nhím, bạn đã tìm được chưa nhỉ? Mệt quá, ngồi đây nghỉ một lúc đã. Có cái gì ở cái xích đu này vậy? Cái gì đây nhỉ? Nhìn này, nó có ba cái lưỡi dao ở phía trước này. Nhọn chưa? Sắc chưa? À, nhìn như một cái găng tay các cậu ơi. Găng tay đeo như thế này này. Siêu nhân nào mà lại đeo găng tay như thế này nhỉ? À, hình như là Thanos các cậu ơi. What the hell? Mà hình như cái ông này là người xấu thì phải. À, nhưng mà không phải. Ông Thanos thì cái găng tay của ông ý phải có mấy cái viên ngọc màu sắc chứ nhỉ? Đúng, đúng. Cái này lại không có. Sao lại còn có biểu tượng chữ A này? Thế thì chắc chắn có một cái siêu anh hùng nào đấy ở gần khu vực này. Ở đây có không nhỉ? Ồ, chân của ai lại có cái màu xám xám như thế này nhỉ? Nhìn này, người lại còn đen xì luôn. Đang bắt sâu à? Đây là cây gì các cậu có biết không? Cây bắp cải đấy. Cây này nó có nhiều sâu chưa này? Ông ơi, ông đang bắt sâu à? Để xem nào. Ui dồi ôi các cậu ơi, nhìn đây này, đúng là một siêu anh hùng, siêu nhân. Và trên tay có rất nhiều các cái con sâu. Đây là sâu rau đấy. Đây này. Những con sâu màu xanh, béo luôn. Con sâu này nó ăn nhiều rau, cho nên người nó mới to béo mập mạp như thế này đấy. Cái ông này không biết liệu có phải là siêu anh hùng không nhỉ? Cái găng tay giống lúc nãy đâu? À đây 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 đây. Thử đeo vào tay của ông này xem có phải đây là găng tay của ông ý không nhé. À, nhìn này các cậu ơi. Đúng luôn, chuẩn luôn này. Vừa khít luôn. Thử xem ông này có năng lượng không nhá. Một màu đỏ phía trước ngực. Thế là có năng lượng rồi. Nhím ơi, tớ tìm được một siêu anh hùng rồi. Trang ơi, tớ tìm được một siêu nhân rồi này. Cậu tìm được ai chưa? Tớ cũng tìm được một siêu anh hùng rồi đây này. Cậu nhìn xem, đây có phải là siêu anh hùng không? Tớ thấy ông ấy vẫn còn năng lượng cậu ạ. Của tớ thì bị hết năng lượng rồi. Nhưng của tớ là siêu nhân người nhện cậu ơi. Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu cậu ơi. Có 4 người mà. Bây giờ chúng mình đã tìm được 3 người rồi. Còn 1 người nữa. Cái một gì đấy? Cái khiêng. Đây là cái khiêng cậu ơi. Cái khiêng này là của ai nhỉ? Nhìn quen quá cậu ơi. Có màu xanh, lại còn có hình ngôi sao ở giữa. À, hình như là cái khiêng này là của đội trưởng Mỹ cậu ơi. Nhưng sao cái khiên này nó lại cứ bay lơ lửng ở gần chỗ người nhỉ? Hình như hay là trưởng Mỹ gặp nạn cậu ơi. Đúng rồi, thế nào ông mới gửi cái khiên này đi để tìm người giúp đỡ. Mình đuổi theo đi. Đây này, cái khiên nó vẫn dẫn tớ đi theo. Đi theo nó đi đâu này cậu ơi? Ui, nhím ơi, tớ vừa nhìn thấy cái khiên nó rơi xuống vị trí kia kìa. Lại xem đi cậu ơi. Ở đây này. Ở chỗ nào cậu? Đây. Ui, hình như tớ nhìn thấy có cái gì đấy cậu ơi. Có ai ấy, chân màu đỏ đỏ. Wow, nhìn này. Đúng là đội trưởng Mỹ không cậu ơi? Hình như là ông ấy đang bị buộc chặt vào cái đống rơm này cậu ơi. Chắc ông ấy bị băng ra đây, xong rồi bị những cái cây rơm này nó quấn chặt vào người, quấn chặt vào chân tay. Thế là không thể bay lên được nữa. Thế nên là chỉ có một cái khiên nó bay ra để nó tìm cứu trợ thôi. Để mình thử lôi ra xem nào. Khả năng cao là ông ấy bị hết năng lượng, cho nên là không tự mình ra được cậu ạ. Wow, đúng là đội trưởng Mỹ rồi cậu ơi. Ui, những cái rơm này quấn quanh người quấn thế chặt này quá. Bảo sao mà ông ấy không thể tự mình thoát ra được. Ôi, ấn không lên cậu ơi, không có vòng tròn đỏ. Đúng là ông bị hết năng lượng cho nên ông không tự ra được mà. Tớ đã bảo rồi mà. Thế thì bây giờ mình tập hợp được các siêu anh hùng rồi, siêu nhân rồi. Bây giờ mình mang về sạc năng lượng cho họ đi.